hình ảnh rất quen thuộc trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, nhất là ở các dãy phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ, hàng quán buôn bán. Dây điện, dây đèn dài hàng chục mét được người dân tự ý quấn xiết quanh cây xanh. Không ống gen bảo vệ, không thiết bị che chắn nắng mưa. Ai dám chắc thiết bị nguồn cấp cho đèn kia có thực sự đảm bảo an toàn? 220 ra kia nó có ổn áp rồi, nó có biến áp rồi. Nó biến nguồn rồi, chả sợ gì cả. Người sờ và không giật. Sờ tay, sờ chân mà nó không giật, kể cả trời mưa nước cũng không ngớt, không giật đâu. Nó không sợ. À, dây đèn quấn là hầu như các hộ kinh doanh người ta bán hàng ăn đêm ấy, là người ta quấn vào. Nhiều khi buổi tối như bọn chị không bán hàng, tối bọn chị chỉ bán ban ngày thôi, thì họ cũng quấn. Cây đấy thì là cây của chung thôi, chứ chẳng của nhà nào, đâm ra không ai giữ được. Thì cả có những người ta không muốn để quấn vào ấy, nó nóng cây hoặc là nó ấy, nhưng mà không phải của mình thì mình cũng không lên tiếng được. Về mùa hè này thì nó rất nóng. Thứ hai là tất nhiên ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng đến cây, chứ không phải là không ảnh hưởng. Vì cái này thì những người kinh doanh thì người ta lại thích lắp, nhưng còn những người ta không kinh doanh thì người ta thích tháo đi để cho nó mát. Không dừng lại ở đó, rất nhiều biển hiệu của các cửa hàng còn được chủ nhà vô tư dùng đinh, vít đóng thẳng vào thân cây kiểu như này. Và đây, cây xanh còn nghiễm nhiên được tận dụng để là nơi để đóng bảng điện. Rất tiếc, những gì đang diễn ra tại khu đô thị Tây Linh Đàm thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai cũng không phải là ngoại lệ. Ngược lại, cũng rất phổ biến ở nhiều nơi. Như là đóng đinh và cây để đóng biển quảng cáo, rồi quấn dây điện và cây xanh, nó cũng ảnh hưởng là cây không phát triển được, rồi có thể cây nào nó yếu quá là nó bị sẽ chết dần. Tổng này là bị cũng như là những người không chăm sóc được cây xanh và đi phá hoại cây xanh. Em thấy đây là một hành động chết chi là không phải đáng. Cây xanh giúp chúng ta tạo một không khí thoáng mát, tạo một không gian vui chơi thoải mái như vậy, mà chúng ta đóng đinh, chúng ta đeo biển quảng cáo như vậy, như cả ngược đãi một cây xanh, phá hoại thiên nhiên. Vâng, thực trạng thì chắc hẳn ai cũng đã từng nhìn thấy một lần, thế nhưng có lẽ là chẳng mấy ai để tâm cả. Không những bị vít, bị đâm, bị khoan, mà hiện nay nhiều hàng cây xanh được ghi nhận là còn đang vô tình bị siết chặt bởi những gông sắt, khiến cho cây gặp khó khăn trong quá trình sinh trưởng và phát triển tự nhiên. Vâng ạ, để nói về lý do dẫn đến tình trạng này thì phải nhắc lại chiến dịch phủ xanh đô thị đã được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018. Hà Nội đã hoàn thành trồng mới 1 triệu cây xanh trên giải phân cách của các tuyến đường. Khi mới được trồng thì các cây xanh sẽ được cố định bằng cột chống, gông sắt hoặc là gỗ để giúp chúng có thể đứng thẳng đứng và không bị đổ ngã do thời tiết hoặc là những lý do khác. Dạ vâng. Có thể hiểu là vào thời điểm đó thì đây là những biện pháp tạm thời, và xin nhắc lại là để tạm thời khắc phục thôi. Thế tuy nhiên cho đến hiện tại thì đến bây giờ đã là 8 năm rồi, khi cây đã có thể đứng vững và tự chống chịu với thời tiết và đang trong giai đoạn là phát triển mạnh mẽ, thì theo ghi nhận của phóng viên Hà Nội 18 giờ, vẫn còn rất nhiều những cây xanh trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa được tháo chiếc gông cổ này. Rất nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Cầu Thăng Long đang trong tình trạng bị đeo gông chống nạng. Đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, hàng cây xanh được coi là điểm nhấn tạo bóng râm mát cho nơi đây cũng đang bị siết cổ và bao vây bởi những cột chống đỡ dài khoảng 2 mét, mang tiếng là trợ giúp cho cây đứng thẳng, nhưng giờ đây lại trở thành thứ kìm hãm sự phát triển của cây. Cây nó đã phát triển tốt, mà vế nó ăn sâu vào rồi thì có thể là cây có thể tháo ra để cho cây nó phát triển tốt hơn. Bây giờ là do bên chủ đầu tư và cái bên hợp đồng với nhau là bên môi trường bắt tháo, là bên trồng cây là phải đi tháo. Bên trồng cây cho bên môi trường bên thành phố Hà Nội là phải tháo. Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, những cây xanh này vừa được trồng mới thay thế và hầu hết đều được chống đỡ bằng gông sắt. Theo đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đông Đà, toàn bộ cây được trồng trên tuyến do nhà thầu đảm nhận, cây chết không phát triển sẽ được thay thế. Qua kiểm tra, một số cây xanh mới trồng có biểu hiện khô héo thì ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với lại đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công là liên danh công ty cổ phần đường bộ Phú Thọ và công ty cổ phần đầu tư DCC Hà Nội đánh giá cụ thể đối với tình trạng của các cây xanh trên tuyến. Qua đó xác định ban đầu một số cây có biểu hiện khô héo, kém phát triển do điều kiện thổ nhưỡng và thời tiết tại thời điểm trồng chưa phù hợp. Hiện nay công trình đang trong giai đoạn tạm bàn giao để đưa vào sử dụng. Do vậy trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo hành cây do nhà thầu thi công thực hiện. Trên thực tế thì đây là chỉ đạo của Sở Xây dựng Hà Nội từ năm 2022,
yêu cầu các đơn vị duy trì quản lý cây xanh đi kiểm tra, rồi tiến hành nới lỏng hoặc tháo bỏ bộ gồng, khung sắt vốn có chức năng chống đỡ cây. Quá trình kiểm tra rà soát, đơn vị duy trì sẽ kiểm tra mức độ an toàn của cây xanh. Cây nào không tiếp tục phát triển hoặc thiếu an toàn sẽ thay thế. Song có thể thấy, vẫn có đơn vị thực hiện chưa thường xuyên, vẫn còn bỏ sót. Và hậu quả chính là việc hàng trăm nghìn cây xanh trên nhiều tuyến đường đang bị bóp nghẹt sự phát triển. Vâng thưa quý vị, có thể nói rằng cây xanh chính là lá phổi của đô thị, là diện mạo của thủ đô. Và với những hành vi ngược đãi cây xanh như vừa phản ánh thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, khiến cho cây bị chết. Và phóng viên Hà Nội 18 giờ đã có cuộc trao đổi với chuyên gia lâm nghiệp, ông Lê Huy Cường, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam để tìm hiểu thêm về vấn đề này. Dạ vâng thưa ông, hiện nay thì tình trạng bức tử cây xanh, cụ thể là việc đóng đinh cũng như là mắc những cái khung sắt lên thân cây để treo biển quảng cáo, thì vô hình chung cái việc này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào tới tình trạng phát triển của cây thưa ông? Cái đinh đó không phải là đinh nhỏ, mà cái đinh nó đinh rất lớn, và nó khi vào thớ gỗ và ảnh hưởng đến cái mạch libe, và có thể là sâu, rồi là nấm, có thể nó theo các cái vết đóng đinh đó nó vào gây ảnh hưởng đến cây, có thể sâu mọt vào. Nhất là như loại sen sâu sen tóc là nó rất dễ nó xâm nhập vào các cái thân cây. Dù là đèn led đèn rất là cái năng lượng rất thấp thôi, nhưng mà vẫn là tỏa ra nhiệt, và cái nhiệt đó ảnh hưởng đến cái hệ thống mạch libe quấn quanh thân cây. Đúng ra cây xanh bao giờ nó phải có một cái khoảng trống để cho nó nước mưa hoặc là người ta tưới. Hiện nay là một số rất nhiều gốc cây, tôi đi quan sát rất nhiều gốc cây ở thành phố Hà Nội đã bị bê tông hóa hết tất cả đến tận sát gốc. Như vậy là thực tế ra là cái rễ của nó đã bị che và không còn có cái điều kiện để nó rễ nó thở nữa, và cái ảnh hưởng rất như lớn đến sinh trưởng của cây. Chúng ta đã có rất nhiều quy định để xử phạt những cái hành vi vi phạm như thế này, tuy nhiên thì cũng chưa phát huy được hiệu quả. Vậy theo ông thì chúng ta cần phải có những giải pháp như thế nào? Hiện nay trên đường phố Hà Nội có gần 100 loài cây xanh bóng mát, 100 loài nhé, chứ không ít đâu. Đấy. Thế thì bản thân cây xanh Hà Nội nó mang một tính chất đa dạng sinh học rất là cao. Thế thì ta phải bảo vệ nó, bảo vệ rất nhiều loài như thế thì phải có một cái giải pháp chung và đưa ra một cái luật như cái luật bảo vệ môi trường hoặc luật về bảo vệ đa dạng sinh học ấy. Và cái luật đó nó phải xử lý anh nào vi phạm, vì nó là tài sản nhà nước, tài sản quốc gia, ai vi phạm phải xử lý theo luật. Mà anh chặt một cây, anh làm chết một cây, đúng không? Cố tình anh chết đi, anh đổ axit rồi anh đổ nước nóng rồi là anh ken cây tất cả thứ làm cây chết, thì cái người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ông có thể chia sẻ một vài giải pháp để bảo vệ cây xanh mà những địa phương khác cũng như một số nước trên thế giới đã áp dụng thành công được không ạ? Thì nói chung là ở các nước thì họ làm tốt gốc cây của nó, họ làm cái vành đai rất là cẩn thận, được vun xới hoặc là trồng các cái cây, cái cỏ xung quanh gốc cây để nó giữ độ ẩm cho cây. Đấy, đây là một giải pháp. Rồi là đến cái mùa mưa bão thì tỉa cành. Việt Nam mình có, nhưng mà nó lại làm một cách chưa có một cái quy trình cụ thể nào cả. Thì mỗi một loài cây chúng ta phải có một giải pháp, mỗi một đường phố chúng ta phải có một cái giải pháp riêng, nên chuẩn hóa tất cả những cái giải pháp để bảo vệ cây xanh. Vâng, đó là chia sẻ của chuyên gia lâm nghiệp. Đáng tiếc là cho đến hiện nay thì tình trạng tra tấn các cây xanh này, thậm chí là tạp hóa nó như là đóng đinh này, để trăng gắn các loại biển quảng cáo lên, thì cây xanh hiện nay đang bỗng chốc trở thành những cái giá treo đồ bất đắc dĩ của các tiểu thương. Lực lượng chức năng các địa phương thì cũng đã nhiều lần ra quân, dẹp bỏ và tháo gỡ, song hiệu quả đạt được thường chẳng mấy dài lâu. Vâng ạ, và ngoài những giải pháp có thể tham khảo từ các chuyên gia thì có lẽ điều cần nhất đó chính là ý thức của mỗi người dân và đặc biệt là những người kinh doanh. Chúng ta cần phải hiểu rằng những cái hành vi như vậy thì không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây mà còn gây mất mỹ quan đô thị và thậm chí là vi phạm pháp luật. Hành vi treo biển quảng cáo trên cây xanh nơi công cộng là hành vi cấm theo quy định của pháp luật. Cụ thể, tại khoản 12 điều 8 luật quảng cáo có quy định việc treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng là hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo. Tại Nghị định 28/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2017 quy định rõ, với hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, từ 5 đến 10 triệu đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo.
Còn trong Điều 53 trong Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cây xanh, công viên, vườn hoa đối với hành vi đục khoét, đóng đinh, răng dây, răng đèn trang trí, treo biển quảng cáo hoặc các vật dụng khác vào cây xanh ở những nơi công cộng, đường phố, công viên không đúng quy định bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng và hành vi đổ phế thải, chất độc hại, vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Cây xanh đô thị là một thành phần rất quan trọng của thủ đô, có rất nhiều những ý nghĩa với đời sống hàng ngày của người dân, do đó thì cần chúng ta coi trọng một cách thích đáng hơn. Hơn lúc nào hết thì người dân và các tiểu thương nên dừng những hành động vô tình vì lợi ích cá nhân mà ngược đãi bức tử cây xanh, mà nên cùng chung tay để có những biện pháp thiết thực hơn, bảo vệ môi trường sống, cũng chính là lá phổi xanh.